Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi The Jenga Resort and Casino. Quý vị có bao nhiêu chương mục về hưu? Đây là thời điểm tốt nhất liên lạc ngay với anh Ted Ngô CFP 714-377-8700. Mai Phương Beauty and Wellness Center, xăm phun thêu tán bột chân mày mí mắt nguyên môi với nữ tài tử Mai Phương 25 năm kinh nghiệm 714-839-8121. Tế bào gốc Biolacell, tinh hoa của đất trời, đẹp da, mọc tóc, giảm cân. Nữ tài tử Mai Phương, đại diện độc quyền, 714-839-8121. Chúng tôi cần đại lý khắp nơi. Dình giữ cặp mắt tốt cho một tương lai sáng lạng với bác sĩ Vương Linh Chi, 714-530-2006. HT Learning Center, sự thành công của con em quý vị là niềm tự hào của chúng tôi. Bên cạnh chúng tôi, Terry Thân Hương từ Bosa Ticket lại đến với quý vị vào ngày thứ 6. Hôm nay là thứ 6 mà còn cuối tháng nữa đó, yeah, Terry. Yeah, Happy Friday anh Thủy. Yeah, Happy Friday. Đã sắp thử tới Halloween rồi, Thanh Hương thích Halloween lắm. Lần này chúng tôi sẽ có dạ hội hóa trang. Anh Thủy sẽ hóa trang ra gì? Anh Thủy không cần hóa trang đâu. Có một nhân vật hóa trang rất độc đáo. Donald Trump. Oh, maybe. Vâng, thưa quý vị, Happy Friday. Thì thưa quý vị, hôm qua anh Thủy có gửi cho Thanh Hương một cái email nói về bệnh cúm và nhắc nhở là chúng ta nên đi chích ngừa cúm. Là tại vì họ nói cái con số càng ngày càng thấp xuống hơn. Họ nói rằng là cơ quan CDC, cơ quan kiểm tra dịch bệnh, họ nói là năm ngoái chỉ có 45% cái liều thuốc được cung cấp, và cái liều thuốc lên tới 168 triệu liều. Wow. Trên toàn nước Mỹ họ nói là dư ít thừa. Quá hả? Mà quý vị có thể tưởng tượng nước Mỹ đã tốn kém biết bao nhiêu liều thuốc cúm cho chúng ta, 168 triệu liều mà tính ra có chưa tới 80 triệu người đi chích ngừa. Dục hết. Sau một mùa thôi là bao nhiêu cái thuốc ngừa cúm là đổ xuống biển hết, quá uổng. Họ không có cho lý do tại sao hả anh hả? Lý do là người ta sợ, lý do là người ta thờ ơ. Người trẻ không thích chích, còn những cái người lớn, có những người chẳng hạn như chúng tôi mới vừa nghe Terry nói đó, chích một cái là nằm luôn, bị nó quạt. Bạn của tôi cũng thế, và chích một lần tợn tới già, không chích nữa. Bà xã tôi mới chích ngừa cúm, về nhà cũng nhức nhối cả đêm á, mất hết 2 ngày trời mới mà người đã khỏe rồi đó, mà không biết tự nhiên nghĩ sao cái chích ngừa cúm. Người ta nói trước khi mình chích ngừa cúm thì mình nên uống Tylenol trước anh, thì nó sẽ bớt hơn. Thì cứ mỗi năm tại Bosa Ticket là anh Thủy Thanh Hương lúc nào cũng bắt nhân viên đi chích cúm và công ty sẽ trả tiền cho nhân viên. Cho dù bà chủ không chích. Bà chủ không chích tại vì chích vô bà chủ nằm luôn. Sợ quá rồi phải không? Dạ vâng. Nhưng mà bắt đầu cũng lớn tuổi rồi anh ta chắc cũng phải nên chích, thì chắc nó vật 1-2 ngày thôi không sao. Phải chịu thôi. Vâng. Thưa quý vị nhớ là liên lạc với bác sĩ gia đình để chúng ta đi chích cảm ngừa cúm để chúng ta có thể có những ngày lễ sắp sửa tới Thanksgiving hay là Christmas vui lắm, hơn. Đừng để bị nằm liệt trên giường vì cúm. Hôm nay thì Thanh Hương xin gửi đến quý vị một cái tin về cái nhức đầu. Bệnh nhức đầu, chúng ta nghe nó nhức đầu rất là nhiều, nhưng mà thật sự chúng ta có hiểu là cái bệnh nhức đầu hoặc là chúng ta bị nhức đầu nó từ đâu ra hay không? Thì những cái gì có thể làm cho chúng ta bị nhức đầu thì chúng ta tránh đi. Thứ nhất họ nói là rượu đỏ và rượu trắng. Thì trong hai cái rượu đỏ, rượu trắng, cái rượu nào sẽ làm cho chúng ta nhức đầu hơn? Tôi thấy rằng là false, bởi vì rượu bao giờ cũng có alcohol hết. Tôi để chữ false. Nhưng mà họ hỏi là rượu đỏ anh, rượu đỏ hoặc rượu trắng. Thì thưa quý vị, rượu đỏ có rất là cái nhiều chất sulfate và preservative, thành ra họ nó sẽ làm cho mình nhức đầu nhiều hơn là rượu trắng. Rượu trắng uống không bị nhức đầu thưa anh? Tôi uống rượu trắng tôi nhức đầu, tôi uống rượu đỏ tôi không nhức đầu. Vậy là anh không được bình thường. Chắc vì tôi uống rượu trắng rẻ tiền hay sao, trong khi rượu đỏ. Vâng, họ nói là rượu vang, beer, whiskey và rượu sâm, tất cả những cái đó sẽ làm cho chúng ta bị nhức đầu. Là chúng ta uống những cái rượu trắng, như quý vị nào mà không có sợ bị nhức đầu, nhưng mà rượu trắng thì nó lại không có giúp được cái cholesterol với cái bệnh tim của mình. Thành ra nếu uống thì mình uống một chút chút thôi chắc không sao anh hả? Và họ nói đó là
cái chất cồn á, nó khiến cho máu chạy vào trong não thêm nhiều nữa. Dạ, đúng rồi. Và khiến cho bị nhức đầu. Nhức đầu lạ hơn. Quá ha. Dạ, đúng rồi. Tôi tưởng máu lên não càng nhiều càng tốt, chứ ai ngờ nó dư và thừa thì nhức đầu. Tùy theo những cái cơ thể của chúng ta nữa, anh ơi, mình có chịu được cái chất sulfi preservative trong cái rượu đỏ hay không. Và cái kế tiếp họ gọi là ice cream headache. Ăn kem nhức đầu. Tức là gọi là tôi bị brain freeze á anh. Tôi bị ăn kem vô là cái nó lạnh buốt đó. Nó buốt lên đầu luôn. Đầu. True. Mình trả lời đi true coi. Đúng là cái đó là đúng thưa quý vị. À, họ nói là khi mà chúng ta uống. False. No, ice cream headache không có thật hay không? Thì họ nói là có thật. Ice cream headache aren't real. Yes, it is real. So it's real. Dạ vâng. À, quý vị mà uống ăn những cái đồ như là bào, đá bào á anh. Hoặc là cái gì mà nó gọi là frozen á, thì chúng ta sẽ bị cái đầu nó nhức lên mà nó buốt á, thì nó gọi là ice cream brain headache, gọi là brain freeze á. Thì họ nói nếu mà bị như vậy chúng ta chỉ cần uống nước ấm hoặc là để cái lưỡi của mình lên phía trên thì chúng ta sẽ bớt đi cái brain freeze. Tại sao không? Tại vì quý vị ăn, quý vị để cho cái kem nó dính vô cái đỉnh trên cái miệng mình đó. Còn ăn ít thôi để cho nó tan từ từ rồi đút vào thì không bị nhức đầu, bảo đảm 100%. À, nhức đầu ảnh hưởng ở đàn ông nhiều hơn hay đàn bà nhiều hơn? Anh hỏi và nghĩ cái sao? Loại nào họ nói rằng là tension, migraine, sinus và cluster. Vâng. Tôi thấy rằng cái sinus không, thưa anh Thụy, là cluster. Cluster. Cluster là nghe dịch ra thì không có chữ Việt Nam, mình không có chữ đó anh Thụy. Thì nó là như mình đau đầu mà nó đau từng cụ một á, mà nó rất là một con mắt thôi và nó đau nỗi nhiều khi mình không thể ngồi yên được, và cái cơn đau thường xuyên xảy ra trong một cái thời điểm mỗi ngày nào đó thôi, thì có những cái cơn đau nó chỉ kéo dài khoảng chừng một vài phút hoặc vài giờ, thì chúng ta có thể nói các bác sĩ cho chúng ta một cái loại thuốc để giúp ngăn chặn cái đau đầu và phòng ngừa để cho nó sẽ trở lại. Cơn nhức đầu khoanh vùng không có tập trung. Vâng thưa quý vị, câu hỏi kế tiếp. Thuốc nhức đầu có làm chúng ta nhức đầu hơn hay không? Wow, cái này khó ha. True. No, false. Thuốc nhức đầu làm chúng ta nhức đầu hơn, thưa quý vị, đúng. Chật luôn. Họ thuốc nói là nhức đầu làm cho chúng ta nhức đầu. Nhức thế đầu thì hơn nữa. Crazy. Họ nói là nếu mà mình uống, mình bị nhức đầu thường xuyên nhiều quá đó anh. Mà mình uống thuốc Tylenol với lại ibuprofen quá nhiều thì nó phải lại gây ra nhức đầu hơn nữa. Thành ra chúng ta nên đừng có uống quá cái lượng, khi mà trên cái chai nó nói là uống 2 viên trong vòng 8 tiếng nữa mới được uống, thì chúng ta đừng có double dose lên thì nó sẽ làm cho mình nhức đầu hơn. Và quý vị nhớ là khi chúng ta nhức đầu nhức nhiều nên đo máu trước, rồi lúc đó hẳn uống Tylenol, tại vì rất là nguy hiểm. Kế tiếp là họ nói là khi mà mình bị cái bệnh sinus hay là bệnh xoan đấy, thì nó từ đâu, nó cái bệnh nhức đầu từ đầu, mũi đó, từ mũi hay là từ ở những cái nơi khác, thì tôi họ nghĩ là từ congestion, bị nghẹt đó, bị nghẽn đó, rồi cái nước mũi nó mới anh Thụy ra lịch rồi, thì cái nước mũi nó chảy ra ở phía sau cổ và làm cho mình đau cổ họng, mà nhiều khi mình ho nữa. Thì những quý vị nào mà bị cái bệnh nghẹn mũi này á, thì nếu mà chúng ta thấy bị bắt đầu có fever này, tức là bị nóng sốt, thì chúng ta đang bị nhiễm trùng nên là phải nên đi bác sĩ để mua uống thuốc trụ sình. Còn nếu mà bình thường thì chúng ta chỉ cần rửa bằng nước muối và uống Claritin hoặc những cái thuốc bình thường thôi. Anh Thủy lấy dây dầu ra sức vào. Hoặc là lấy dầu sức vào, xoa vào lòng bàn tay và hít một hơi thật mạnh. Bảo đảm. Vâng. Weekend headache. Yeah, chắc chắn weekend rồi. Weekend headache. Chúng tôi nhức đầu bởi vì muốn nghỉ mà không yên. Bà xã bắt làm lụng việc nhà quá nhiều. Tôi nghĩ rằng là sleeping in á. À, đau đầu cuối tuần là tại vì mình không có theo những cái schedule ngày thường xuyên của mình. Như mình ngủ nhiều hơn, hoặc là mình uống cà phê nhiều hơn hoặc ít hơn. Rồi có những cái activity mà mình không làm mỗi ngày mà cuối tuần mình làm khác đi, thì nó làm cho mình đau đầu, nó gọi là đau đầu cuối tuần. Tôi thấy sleeping in là nhức đầu, tôi thấy tôi ngủ nhiều quá tôi nhức đầu, cho nên đúng giờ đó tôi vẫn dậy được.
Và vừa dạy xong là đi làm việc, đi làm vườn, làm một ông mễ làm vườn là ok. Anh Thụy biết trong những cái bài này họ thiếu một cái nhức đầu nữa là anh Thụy biết cái gì không? Bị bà xã là bị vợ mắng, nói nhai nhại suốt ngày, cái đó nhức đầu khủng khiếp. Anh nhức đầu là ngủ trưa anh Thụy à? Nếu mà ta nói mình ngủ trưa mình chỉ cần take a nap thôi. Nếu mình ngủ quá 15-20 phút thì cái đầu mình rất là nhức. Không, lý do họ chưa biết là tại sao. Xỉn. Một ngày sau khi xỉn bị nhức đầu là bị thiếu nước. Thiếu nước thì chúng ta uống nước trước khi thật nhiều và uống nước sau đó. Vâng. Còn rất là nhiều mà Thanh Hương không nói kịp thì kịp nói được. Đèn đã lên rồi và mỗi khi đèn lên có nghĩa là hết giờ rồi. Cảm ơn Thanh Hương và xin hẹn lại vào thứ sáu kỳ tới. Vâng, cảm ơn đầu tháng 10. Cảm ơn quý vị và chúc quý vị Happy Friday cuối tuần. Cảm ơn. Mời quý vị trở lại với chúng tôi 5 giờ chiều nay theo dõi các phần tin cập nhật trong ngày quý vị nhé. Một cuối tuần thật tuyệt vời đến với tất cả quý khán thính giả. Trân trọng kính chào.